Đó là câu chuyện sau hơn 20 năm, người mẹ đã tìm lại được phần mộ của con gái mình. Đây, những gì mà quý vị vừa được người phụ nữ này chia sẻ ngay trước phần mộ của con mình, đó là người mẹ ruột của Giang Lê Hằng. Đến thời điểm này đúng ngày rằm tháng 7, ngày mà rất là ý nghĩa thiêng liêng trong cái Phật giáo của chúng ta, ngày mà mọi tấm lòng của các người con đều hướng về mẹ, đều hôm nay đã là sự thật khi mà mộ của Giang Lệ Hằng đã được mẹ ruột của Giang Lệ Hằng về đây để mà thăm và tìm lại được ngôi mộ của con mình sau hơn 20 năm thất lạc. Chào quý vị khán giả, hôm nay Lê Hằng Thiện đến thăm lại mộ của búp bê Giang Lệ Hằng. Quý vị thấy rất là đẹp phải không quý vị? Hôm nay phần mộ cũng khá lâu rồi, Lê Hằng Thiện mới ghé lại thăm mộ của búp bê Giang Lệ Hằng ở Nghĩa Trang Bình hôm qua. Đây, trước tiên thì quý vị thấy không, cô Nghĩa đã trồng một cái vàng bầu mớp gì đó phía sau, nó đang leo lên, dương lên sức sống rất là mãnh liệt. Chắc chắn là nay mai gì đây, khi mà mùa mưa này đang ở miền Nam đang đến thì cây xanh nó sẽ tươi tốt. Cái ngôi mộ của búp bê nè hôm nay thì rất là đẹp luôn, đã được sơn màu hồng, có một cái tủ riêng để mà để những cái búp bê của một cái những cái bé gái hay chơi, đúng như những sở trường của búp bê. Thì đây là cái phía trước mộ của búp bê được trang hoàng rất là trang nghiêm và lộng lẫy. Một cái màu hồng tượng trưng cho những người con gái. Quý vị thấy không? Đây là mộ của Giang Lệ Hằng nha quý vị. Lâu lắm rồi thì Lê Hằng Thiện mới ghé về đây thăm. Được cô Nghĩa cúng bái rất là đầy đủ, sữa nữa nè. Đặc biệt là hôm nay có một cái câu chuyện cũng cần, rất là cần. Phải nói là ngay đúng ngày mùa Vu Lan tháng 7, ngày xá tội vong nhân, thì Lê Hằng Thiện đã có một cái câu chuyện cũng rất là cần để mà chia sẻ quý vị. Câu chuyện như thế nào thì mời quý vị hãy cùng Lê Hằng Thiện theo dõi. Em đã tình cờ xem được cái clip của anh Lê Thanh Thiện và em đã nghe được câu chuyện, và em cũng không biết chính xác hay không, là hồi xưa cách đây 20 năm, lúc đó em cũng cỡ 10 tuổi, 11 tuổi à. Em đã vô tình nghe được câu chuyện để em đi tìm hiểu dần sau. Mới 7 giờ sáng là em đã tới nơi đây, mà em đã hỏi, em đã tìm hiểu, xong rồi em mới đi tìm liên lạc của mẹ bé, và vô tình cũng là liên lạc được, tại vì anh của bé cũng là anh dễ của em, là hên quá, tại vì cháu của bé đang chết là kêu bằng cô á, là em hên liên lạc được, là cũng là liên lạc được với mẹ,
là em cũng giái bé dẫn đường cho anh, phải đúng em không, là anh hên quá, là cũng may là đúng là em rồi. Anh đã liên lạc tới dẫn mẹ em lên, của mẹ em lên thăm em, tại vì em cũng không có biết chắc là đúng 100% hay không, để cho em mới tìm hiểu, giờ mới em mới liên lạc đúng. Rồi à, sao cái mẹ của bé tên là gì? Hồi nãy anh cũng chưa hỏi. Mẹ của bé tên là Mai. Chị Mai hả? Chị Mai, thì chị Mai là có ở gần với em không? Hồi xưa cách đây 20 năm đã ở kế bên nhà em luôn. Là bé này là em đã từng ẵm bé, giờ bé rất là xinh. Đúng là tên là búp bê luôn hả? Ở xóm người ta, tại vì dễ thương quá, người ta kêu búp bê. Rồi em bắt đầu báo cho chị Mai nghe từ khi nào? Dạ mới vừa sáng nay luôn. Rồi cũng ngay trong ngày này luôn. Em đã coi được cái clip của anh Lê Thân Thiện trên YouTube á, thì câu chuyện như vậy á, phải đúng con của dì Mai hay không, thì dì Mai nói đúng rồi. Hỏi tên gì? Giang Lê Hằng. Đúng chính xác 100% là Giang Lê Hằng luôn. Lại hồi nhỏ em cũng không biết là tên Giang Lê Hằng nữa, em chỉ biết là tên là búp bê thôi, là búp bê bị té ngay cái ao gì đó, là chính xác như vậy luôn. Rồi cái công đức của bạn rất là lớn. Chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, cũng như là cái sự bình an trong cuộc đời của mình. Bạn đã gieo được một cái đức vô cùng to lớn, đã và búp bê Giang Lê Hằng cũng quá linh thiêng khi mà đưa đường dẫn lối để bạn làm cầu nối rất là tuyệt vời để cho mẹ con có được ngày hôm nay. Lan Thiện xin thay mặt tất cả mọi người xin cảm ơn bạn nha. Dạ chào chị. Dạ cho mời chị bước vô đi. Dạ. Rồi em chị đứng đây đi. Em cũng nghe cả thông tin về chị rồi. Có cái mối quan hệ với lại búp bê Giang Lê Hằng đúng không chị? Dạ. Em mời chị ngồi. Em là Lê Anh Thiện. Chị cứ trao đổi một cách thoải mái, tự nhiên chứ không vấn đề gì hết. Em mời chị ngồi đây đi. Ngồi đây. Dạ. Dạ. Rồi trước tiên thì chị cứ thắp nhang cho cái phần mộ của búp bê. Tất cả mọi người cùng đi với chị, hãy cùng thắp nhang luôn đi. Dạ, thì sau đó thì câu chuyện sẽ được Lê Anh Thiện mời quý vị nghe. Ở đơn giản vậy. Trong quá trình cô ở đây, cô có thấy cái gì mà tâm linh mà đến bây giờ cô còn vẫn còn ấn tượng nhất không cô? Đứa nhỏ, nó sụp má, nó kêu tôi hoài ơi, nhà con sập. Sao cô cái chuyện đó ngon nghe, con thấy hồi hộp lắm. Cái đó nó xảy ra vào lúc nào, lâu chưa cô? Lâu rồi, hồi đó tôi mới về đây, cái tôi đang ngủ mà với cháu hoài tôi còn nhỏ. Cái tôi đang ngủ cái nó kêu hoài ơi nhà con sập, cái tôi giật mình ra tôi chở cháu hoài tôi nằm ngủ chứ có ai vậy. Cái tôi mới ra hoài, tôi cầm điếu thuốc tôi hút ngay chùa á, tôi hút tôi nói là đứa nào á chờ hoài 5 phút hoài suy nghĩ coi đứa nào, giờ hoài nói đúng tên thì chỉ về đi, mai hoài ra chứ giờ tao ra mà tao già cả da tao sắp tao chết quá, té chết quá, nói nó vậy. Cái rác tôi nói à búp bê phải không, là nhỏ 8 tháng giờ này còn này. Má nó đặt tôi cái bia 50.000 mà đó tôi làm cái bia 200.000 rồi má đi luôn. Thấy má nó tôi nói quậy nói với mày nghe, nếu mà má mày á thì tao sẽ cho luôn, còn ba mày theo vợ nhỏ thì ba mày lên tao lấy tiền lại. Cái kỳ đó ba lên cái tôi đòi tiền ba nó, ba nó không trả, mẹ nó ốm mà nghèo nữa, tôi nói chắc mẹ nó chắc chết với bệnh nữa thôi tôi làm thinh luôn. Nó sụp nó kêu quậy ở nhà con sụp, tao có tin tôi lấy giá mà tôi chọt vô cái lỗ á, nó bịch bịch đụng hàng nó luôn. Cái tôi mới đổ cái chặt tay, cái tôi nói chờ bà ngoại chặt tay mày lên thiên hết, mày cho ngoại đừng có chặt tay, ngoại đổ cho đầy coi, mày mốt ngoại có tiền mày mua hồ á xi măng ngoại chám cho mày. Tôi chám được mấy năm mà bây giờ nó cũng bể hết rồi, giờ già tiền đâu có nữa, đâu có làm lao động nữa, đâu có làm hồ này nọ nữa, tiền đâu bạc đâu có. Bây giờ cái mộ nào? Của búp bê hả cô? Là cái mộ nãy mà cô vạch cỏ vạch cỏ hả cô? Anh là nãy cô vạch cỏ cho con hả? Vạch cỏ là đó là tập thể. Cái đó là tôi xây kiểu tập thể. Nãy cô có chỉ con là bạn nít đó, đó là cũng búp bê hả? Búp bê. Dạ. Bé là mất là... năm nào cô? Nó mất năm nó có 18 tháng mà không biết năm nào tôi quên rồi. Dạ. Nó có 18 tháng à? Dạ. Thì hiện giờ tình trạng mộ của búp bê như thế nào rồi cô? Bé cũng bình thường. Nhưng mà bé có nằm trong cái diện là bị vô thừa nhận không? Chắc vậy rồi, không ai thăm đâu. Dạ. Má nó lên chôn nó rồi tới giờ luôn đâu có lên nữa. Chắc má nó bệnh đau á. Trời, con nghe con xót xa quá. Thôi bây giờ con sẽ gửi cho cô 1 triệu, cô giúp giùm con. Thôi 1,5 triệu đi, con tặng cho cô 500.000 để cô có cái sự bổ sung gạo đó để cô sống hàng ngày
với lại con gửi cô 1 triệu để cố gắng cô lo cái phần của búp bê giùm con. Nếu như mà thí dụ như giống như là em muốn là tôi mua cát xi măng để tôi ộp lợ với cái mã của cái ông đó vô thì nhận đó không? Dạ. Nó bể đó. Dạ thì không búp bê thì bây giờ con hỏi cái trường hợp của búp bê nè, cái mộ em thì chừng nào là nó sẽ có cái dự mà người ta thôi bây giờ vậy đi, nếu mà giải tỏa em á thì cô đứng ra cô giống như là người thân của bé. Không được. Để mà cô nhận cái cho cốt đó để cô đưa vô chùa được không? Không được em à. Dạ, hoặc là thôi vậy đi, cố gắng nhớ cái mã số của búp bê để mà người ta có đưa vô trong chùa hay không, gì đó. Em an tâm. Ví dụ như đây bốc cốt, người ta có mã số, người ta sẽ bốc lên. Giờ xong người ta gỡ vô cái chùa đó. Ví dụ như là chùa Di Lạc hay chùa Giác Hải gì đó. Rồi không khi mà có cha mẹ anh chị em lại nhìn thì nó coi theo cái mã số và cái tên của búp bê đó thì người ta sẽ lại nhận cái hũ cốt đó. Không thì con hiểu rồi, thí dụ bây giờ con nói là cái mộ của búp bê người ta sẽ đánh dấu là số 12 đi. Thì cô thí dụ ở đây nhiều, cô sẽ không có ai để mà cô phải quan tâm hết. Nhưng mà riêng cái trường hợp búp bê này con nhờ cô quan tâm giùm con. Thí dụ em nó là số 12 đó. Thì cô cứ nhớ trong đầu số 12, khi mà người ta tập kết tất cả những cái hài cốt mà không thừa nhận vô chùa thì cô cứ nhớ cái số 12 đó giùm con. Giống như là mặc dù cô không phải là người thân để mà cô được chính quyền cho cô nhận thì cô vẫn biết được là cái số 12 đó nó vô cái chùa nào. Có thể là sau này con không ghé nữa để cô sẽ coi cho con biết là cái số 12 đó là về đâu. Thì trong quá trình đó thì cô cũng về đó giống như cô là người thân của búp bê. Thì cô nhang khói cho bé giúp cho con. Trong cái phần mà hiện giờ là chưa có đụng tới thì cô cũng cố gắng chăm sóc giùm con cái mộ của em. Mát rồi, tôi dậy cỏ dạ, cho đây nó. Đây là phần 1 triệu là con gửi cho cô để cảm cô lo cho búp bê. Nói chung là cô cũng lo cho mấy cái mộ phần khác nhưng mà riêng búp bê thì con nghe cô kể chuyện con thấy con xúc động quá. Dạ. Gia đình nó nghe ba nó có vợ nhỏ, mẹ nó thì ốm yếu lắm, thấy mẹ thấy thương lắm. Dạ. Coi nghĩ đi, hồi đó 250 mà cậu thấy 250 lớn á. Dạ. Mà đặt cọc tôi có 50.000 đây thôi. Con gửi cô thêm 500 cái phần. Trời, mà con hỗ trợ cô. Dạ. Lê Thăng Thiện sẽ cùng với cô Nghĩa đi ra thăm mộ của một bé gái nhỏ 8 tháng mất ha. 18 tháng hả cô? Dạ, mà cô đặt là búp bê đó mọi người.